Ngày 29 tháng 8 năm 2023, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Châu tổ chức chương trình trao quà tiếp bước đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Dịp này, xã đoàn đã trao 38 cặp học sinh, 200 quyển tập và 20 bộ sách giáo khoa cho 42 em học sinh các bậc mẫu giáo tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã với tổng kinh phí gần 15 triệu đồng do nhóm sang sẻ yêu thương châu đốc hỗ trợ thông qua chương trình nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn an tâm phấn đấu vươn lên trong học tập trở thành con ngoan trò giỏi.